Tại cảng Dung Quất, công ty công nghiệp nặng Dotsan Việt Nam đã xuất khẩu 3 cầu trục cảng biển siêu trường, siêu trọng sang Ấn Độ. Việc xuất khẩu thiết bị công nghiệp nặng Made in Việt Nam là một trong những hoạt động nổi bật của các doanh nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất nhằm phát triển chương trình cơ khí trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020. 3 trục cảng biển siêu trường, siêu trọng hơn 4.500 tấn, mỗi cầu trục có chiều cao 74 mét, chiều dài 143 mét, rộng 26 mét. Các cầu trục siêu trường siêu trọng này có thể bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải từ 75 đến 100 tấn. Tất cả thiết bị công nghiệp nặng này được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Đây là 3 trong số 12 cầu trục thiết bị công nghiệp nặng được Dotsan Vina ở khu kinh tế Dung Quất ký kết cung cấp cho đối tác tại Ấn Độ. 9 cầu trục còn lại sẽ hoàn thành và bàn giao cho Ấn Độ vào năm 2019.